Được kết nối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh với bệnh nhân nữ 40 tuổi thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Xin mời Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Dạ, em xin kính chào quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp ạ. Em xin trình bày ca bệnh bệnh nhân nữ 40 tuổi vào viện ngày 3 tháng 8 2020, BMI 21,64, lý do vào viện đau tê vi thắt lưng nan xuống chân phải, tiền sử có thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, viêm dạ dày, theo dõi polyp dạ dày. Bệnh sử bệnh nhân đau nhiều vùng cột sống thắt lưng, đã điều trị bằng cách chữa ở các thầy lang nhiều đợt nhưng không đỡ. Này đau nhiều, vận động đau tăng nên nhập viện điều trị. Khám hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, huyết áp 110/70 mmHg thủy ngân, đau tức vùng thượng vị không lan, đau tăng lên khi đói kèm ơi chua, đau nhiều vùng cột sống thắt lưng lan xuống mông chân phải, vận động ho hắt hơi đau tăng giảm khi nghỉ ngơi, đau có cảm giác rát bỏng tê vi nhiều mặt sau chân phải, dáng đi lệch trái, bệnh không đi được bằng gót chân, cơ cành cũng sống thắt lưng co cứng, ấn đau điểm cành sống L3 L4 L4 L5 L5 S1 dương tính, và lệch phải 5/5, lật xe phải 50 trái 90, chu vi vòng đuôi và bắp chân hai bên bằng nhau, cảm giác nâng bên phải giảm so với bên trái, tẹt cốt sẹt dương tính, cơ lực hai bên bằng nhau, kèm đau nhiều khớp gối phải, không sưng nóng đỏ khớp gối, cử động có tiếng lục khục, bất vanh xương bánh tre âm tính, tim T1 T2 rõ nhịp đều, phổi thông khí rõ không gian, vùng mềm ẩn tức vùng thượng vị gan lạch không sơ thấy. Kết quả cận lâm sàng bọn em đã đẩy lên hệ thống chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp gối, viêm dạ dày, hội chứng răng ngực dạ dày, polyp dạ dày. Điều trị meloxicam 15 mg ngày một ống, methincobalamin 500 mg một ống ngày một ống, Mionan 50 mg ngày 3 viên, paracetamol 500 mg lần 1,5 viên uống lúc đau, esomeprazole 40 mg ngày 1 viên uống trước ăn, kết hợp với điện châm vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Em xin hỏi ý kiến các thầy chẩn đoán và điều trị đã hợp lý chưa, hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân như thế nào và bệnh nhân này có cần phẫu thuật không ạ? Em hết. Vâng, trước hết xin mời thầy Linh, thầy phân tích cho tất cả những cái hình ảnh và chẩn đoán hình ảnh X-quang cột sống khớp gối và đặc biệt là cái MRI cột sống. Vâng, báo cáo thầy Thành, ở đây thì em xin phân tích cái hình ảnh phim cộng từ cột sống thắt lưng ạ. Ở đây thì bệnh nhân chụp cộng từ cột sống thắt lưng thì chúng ta có thể thấy là tổn thương gồm có những gì. Thứ nhất là tổn thương thoái hóa đa tầng của thân đốt với các cái mỏ xương. Kèm theo thì có tổn thương thoái hóa của các đĩa đệm L3, 4, 4, 5, 5S1. Thế đấy là thoái hóa. Còn lại thì ở tầng L4, 5 và L5S1 thì có hình ảnh thoát vị đĩa đệm. Trong đó thì cái tầng L4, 5 thì có cái dấu hiệu rách vòng xơ và nó có một cái chút tạo thành cái nhân dịch nằm ở phía ngoài. Đấy, tầng L3, 4 thì có dấu hiệu là phình của đĩa đệm. Thế thì chúng ta phóng to hình ảnh lên thì có thể thấy cái tổn thương này chạy ra hai bên, thì chúng ta thấy là cái lỗ tiếp hợp nằm ở hai bên thì vẫn chưa bị hẹp đáng kể và không có dấu hiệu chèn ép rễ tại vị trí lỗ tiếp hợp của hai bên. Ở bên cái này bệnh nhân thì lâm sàng là đau bên phải. Thế tuy nhiên thì ở bên trái thì có một cái hình ảnh là đĩa đệm của L4-5 nó gây chèn ép nhẹ vào cái rễ của L5 ở cái tầng tầng phía dưới, nó sẽ chui qua tầng dưới này, cái đoạn sát lỗ trước lỗ tiếp hợp. Thế tuy nhiên cái chèn ép này thì cũng tương đối nhẹ đấy. Như vậy là bệnh nhân này đây, vị trí nó chèn ép vào cái rễ ở tầng dưới thì nằm ở khu vực này. Thế ngoài ra thì ở phía dưới thấp hơn một chút, ở phía phần xương cùng cụt thì chúng ta thấy có hình ảnh có hai cái nang rễ thần kinh,
một cái là rễ của L à, xin lỗi của S3 bên phải và S2 của bên trái. Các cái nang rễ này cũng khá nhỏ, kích thước khoảng độ 10 mm. Trên này thì cái tổn thương xương thì cũng không có cái tổn thương nào mới dạng xẹp hay nún bất thường. Như vậy kết luận thì bệnh nhân này gồm có những tổn thương là gì? Nhất là thoái hóa đĩa đệm cột sống thắt lưng, thứ hai là thoát vị hai tầng của đĩa đệm L45, L5S1 và theo dõi có chèn ép nhẹ vào rễ của L5 bên trái đoạn trước lỗ tiếp hợp, có phình nhẹ của L34, có nang rễ của S1, S2 và S3 nhỏ đường kính dưới 10 mm. Đấy là cái phần của cột sống thắt lưng. Thế còn không hiểu ở cái phần khớp gối thì không hiểu các bạn đã chuyển lên chưa ạ? X quang cột sống thắt lưng có. Tiên ơi. Đây X quang cột sống thắt lưng thì cũng không có nhiều thông tin lắm. Cột sống thắt lưng thì không có dấu hiệu trượt, không có dấu hiệu tiêu eo, cũng chỉ có tổn thương thoái hóa thôi. Khe khớp cũng không hẹp đáng kể. Khớp gối thì ở đây hình ảnh khớp gối thì cũng tương đối tốt. Thì có một chút không đáng kể, bắt đầu chớm cái mỏ xương ở bờ dưới của xương bánh chè. Thế còn lại thì đầu dưới của xương đùi đầu và bờ mâm chày cũng chưa có, gai mâm chày cũng chưa có cái dấu hiệu của mỏ xương. Thế diện khớp thì bờ nhẵn đều, không có đặc xương hay khuyết xương dưới sụn. Thế như vậy thì ở cái khớp gối này thì gần như là bình thường, có thể nói là thoái hóa rất nhẹ, không đáng kể của khớp gối. Như vậy nếu mà tổn thương thì chỉ có, như vậy là chỉ có tổn thương ở cần cột sống thắt lưng với cái dạng tổn thương thoái hóa. Bệnh nhân này sinh năm 1980 thì thực ra cái mức độ thoái hóa này là cũng hơi sớm quá so với cái tuổi của bệnh nhân đấy. Thế thì ở đây thì nó có một cái không tương thích, đấy là cái chuyện là tổn thương rễ của dây thần kinh do thoát vị với cả cái đau, các bạn ấy đau bên phải mà thoát vị bên trái. Thế cái này thì cũng khuyến cáo chung là các bạn nên làm một cái kỹ thuật này, hoàn toàn các bạn làm được. Đấy là một cái chụp X quang cột sống thắt lưng động, tức là các bạn chụp ở tư thế cúi tối đa và ưỡn tối đa. Đây là một kỹ thuật khá đơn giản thôi, và chúng ta chụp trên X quang thì đôi khi là một số bệnh nhân có cái trượt đốt sống ở cái thể ẩn thì chúng ta có thể thấy được. Xin hết ạ. Vâng, ở đây cái L3 có trượt ra sau một chút ạ. Không, là đây là bạn ấy chụp không được tốt lắm nên là nó chồng hai bờ vào với nhau đấy. Đây nó trùng hai bờ vào với nhau. Vâng. Chứ nó không không phải là trượt đâu ạ. Các cái cung nó vẫn đều. Cái nếu mà chụp ở tư thế thường thì các thầy cũng thấy ngay là ở trên dựa vào trên cái cổng từ thì chúng ta cũng thấy là hoàn toàn không có cái trượt nào hết cả đâu ạ. Đấy, như vậy phải chụp X quang động, chứ còn chụp tư thế tĩnh này thì cũng không, nó không phát hiện được cái trượt. Vâng. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Linh. Như vậy cái tổn thương chèn ép là không nhiều nhưng vẫn có dấu hiệu lâm sàng là đau tê bì thắt lưng và lan xuống chân bên phải. Xin mời ý kiến của phó giáo sư Hướng ạ. Thưa thầy Thành cũng như tất cả thầy cô anh chị đồng nghiệp ở đầu cầu Hà Tĩnh, tôi bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh. Về cái vấn đề này thì tôi xin trả lời từng câu hỏi một trong câu hỏi của các bạn hội chẩn. Câu hỏi thứ nhất là chẩn đoán và điều trị hợp lý không. Về cái chẩn đoán ấy, thì tôi nghĩ trên này quá rõ ràng về một cái đau thần kinh tọa bên phải, ưu thế về rễ L5, có tổn thương L5, vì các bạn thấy, tôi thấy các bạn nói là không đi được bằng gót, khó đi bằng gót, thì đấy là cái dấu hiệu của ưu thế tổn thương rễ L5. Tuy nhiên có chèn ép vào đảm rồi thắt lưng không hay không thì trên này cái thoát vị đĩa đệm thì như thầy Linh thầy đọc thì không thấy chèn ép nhiều lắm, và cái vị trí chèn ép lại không phù hợp với bên tổn thương. Cho nên cái này có thể là nguyên nhân thoái hóa cột sống, hoặc có thể như Linh nói là có những cái trường hợp mà gọi là trượt đốt sống thể ẩn thì cũng có thể gây ra cái đau thần kinh tọa này. Thì về chẩn đoán ấy, thì tôi nghĩ là chẩn đoán về cái đau thần kinh tọa bên phải là chính xác với ưu thế rễ L5. Còn nguyên nhân ấy, tôi nghĩ nhiều đến vấn đề về thoái hóa cột sống. Một trong những đau nguyên nhân đau thần kinh tọa là thoái hóa cột sống, và cũng có thể là trượt đốt sống thể ẩn như anh Linh. Cái câu hỏi thứ nhất thì đấy là tôi đã nói về chẩn đoán. Còn về tôi xin trả lời câu thứ ba trước, sau đó tôi quay lại câu thứ hai. Cái trường hợp này có chỉ định phẫu thuật hay không thì các anh chị cũng biết là trong cái đau thần kinh tọa mà có thoát vị đĩa đệm thì người ta chỉ định phẫu thuật, thì có một tí thầy vụ chuyên ngoài ngoài cuộc sống đây có ý kiến thêm. Chỉ định phẫu thuật khi một là trên hình ảnh chắc chắn có chèn ép, thì là nhưng
cái chân đẹp đấy nó còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề, có mổ hay không còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chân đẹp đấy có phù hợp với triệu chứng lâm sàng hay không, giống như trường hợp này chân đẹp một bên lại đau chân một bên thì mình phải xem lại. Hai nữa là triệu chứng lâm sàng nào kèm theo trên một nền tảng chân đẹp thoát vị địa đệm chân đẹp thì có chỉ định phẫu thuật, ví dụ chẳng hạn như trên chân đẹp thoát vị địa đệm mà có rối loạn cơ tròn hoặc có liệt. Liệt ở đây là không phải là khái niệm liệt là khác, và khái niệm mà hạn chế vận động là khác, đau quá hạn chế vận động là khác. Liệt ở đây là về cơ lực, đánh giá về cơ lực thấy yếu liệt. Cái thứ ba nữa là có teo cơ, nếu như mà tổn thương có teo cơ chi phối bởi cái dây thần kinh tọa thì cái đó bắt buộc phải phẫu thuật. Cái thứ tư nữa là trong trường hợp mà có đau, và đặc biệt là đau mà chúng ta điều trị đa mô thức tối ưu. Đa mô thức là gì? Là ngoài thuốc điều trị này, tập phục hồi chức năng này, chế độ sinh hoạt phù hợp này, và nhiều cái chế độ khác mà liên quan đến vấn đề về đau cuộc sống mà bệnh nhân vẫn không đỡ sau 6 tuần đến 12 tuần thì lúc đó nếu có chân đẹp trên hình ảnh thì là chỉ định phẫu thuật. Từ các cái chỉ định trên mà chúng ta quay lại bệnh nhân này thì rõ ràng cái bệnh nhân này không có chỉ định phẫu thuật. Đấy là tôi nói khẳng định không có chỉ định phẫu thuật. Mà không có chỉ định phẫu thuật thì điều trị nội khoa như thế nào? Như chúng ta biết là đau thắt lưng hông là một cái đau hỗn hợp. Xin lỗi cho tôi nói về cái đau hỗn hợp này. Tại sao tôi nói đau hỗn hợp? Vì chúng ta biết là đau có 3 loại. Một là đau thủ cảm, là tổn thương các mô, ví dụ đau cơ, đau xương, đau khớp, đau các tạng. Đau thứ hai là đau nguồn gốc thần kinh, có nghĩa là các cái tổn thương về nguồn gốc thần kinh, bao gồm là đau thần nguồn gốc thần kinh trung ương và đau nguồn gốc thần kinh ngoại biên, là đau dây và rễ đấy. Thì đau ở đây là vừa đau thủ cảm, có nghĩa là đau cột sống, đau địa điểm, vừa đau thần kinh, là có nghĩa có dấu hiệu thần kinh, là đau thần kinh tọa đấy, là chỉ là đau lan và đau buốt rặt bỏng mà như các anh chị đang miêu tả trên bệnh án. Vì vậy muốn điều trị khi mà đau có nguồn gốc thần kinh vào mà các anh chị đau dùng đơn thuần các cái thuốc NSAID thì và thuộc giảm đau thông thường thì hiệu quả sẽ đạt không tối ưu và hiệu quả đạt không quá cao. Cho nên trên khuyến cáo của quốc tế khi một cái đau hỗn hợp thì cần phối hợp giữa các thuốc giảm đau, trong đó cái thuốc giảm đau thần kinh vô cùng quan trọng. Thì các thuốc giảm đau thần kinh bây giờ first line, cái thuốc mà đứng hàng đầu á, bây giờ là pregabalin. Không biết ở trong mình có thuốc pregabalin không nhỉ? Có thế ạ. Có pregabalin. Và trong trường hợp này nếu như phối hợp thêm một loại thuốc nữa thì tôi thấy sẽ là hiệu quả rất là tốt. Vì bệnh nhân nữ 40 tuổi mà lại là đau rất nhiều, kèm không tránh khỏi những kèm theo cái lo lắng, và đặc biệt là rối loạn giấc ngủ nếu có, thì có một cái nhóm thuốc mà điều trị cũng dòng first line và điều trị rất là tốt trong vấn đề đau thần kinh tọa này. Đấy là nhóm chống trầm cảm 3 vòng amitriptyline. Nếu như các anh chị mà điều trị phối hợp thêm hai loại thuốc này nữa thì tôi nghĩ là hiệu quả sẽ cao hơn. Ngoài ra còn phối hợp thêm tập phục hồi chức năng và tập phục hồi chức năng là một, và chế độ sinh hoạt ăn ngủ nghỉ là phù hợp, thì cái này bên phục hồi chức năng người ta sẽ biết. Còn một vấn đề nữa trên cái điều trị các bạn thì tôi khuyên thôi, hạn chế dùng thuốc giảm đau nhiều quá, vì chúng ta kết hợp thuốc giảm đau thần kinh thì thải ra dài hơn. Còn đây ở đây chúng tôi thấy dùng hai nhóm giảm đau, một là acetaminophen và một là NSAID, thì về nguyên tắc là đúng không sai, nhưng mà trên này bệnh nhân đang hình như có cái triệu chứng dạ dày, cho nên chúng ta làm thế nào hạn chế cái thuốc giảm đau bên kia để phối hợp thêm giảm đau thần kinh cũng như chống trầm cảm ba vòng và giãn cơ thì và tờ phối hợp với tập phục hồi chức năng thì hy vọng là bệnh nhân sẽ cải thiện. Một lần cảm ơn. Vâng, cảm ơn thầy Hướng. Thầy Linh cho quay lại cái hình ảnh X-quang đúng không ạ? X-quang cột sống thắt lưng thẳng đấy. Và thầy có comment gì hơn ở cái phim này không? Vì như giáo sư Hướng vừa nói, tức là cái đau này là do thoái hóa nhiều đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên là cái triệu chứng thì lại ở bên chân phải đúng không? Đau tay bì chân phải, nhưng bên trái ở đây thì tôi nhìn thấy như là cái gai ngang của L5 nó cũng phì đại hơn nhiều so với cái bên phải, bên trái phì đại hơn nhiều đúng không? Báo cáo thầy, hai cái mỏm ngang của hai bên thì nó cũng phì đại nhẹ thôi, cũng cái này ở mức độ nhẹ thôi, cũng không có gì đặc biệt đấy. Cái giới hạn ngoài em đang chỉ phía ngoài đấy, cả hai bên đấy cũng không có gì đặc biệt lắm. Khớp cùng chậu hai bên cũng không có dấu hiệu của viêm đặc biệt. Như vậy nổi trội nên vẫn chỉ là tổn thương thoái hóa cộng với cái vấn đề thoát vị. Thì như đã nói là cái thoát vị cũng cái này, tình huống này trên lâm sàng cũng gặp nhiều tình huống, là nhiều trường hợp đấy ạ. Tức là lệch bên phải nhưng đau bên trái. Tại vì vấn đề của chúng ta là có hai cái, một là chúng ta không đánh giá được trượt của đốt sống trong tư thế tĩnh.
Thứ hai nữa là trong một số trường hợp ở tư thế động không có trượt, nhưng khi mà ở tư thế động thì cái thoát vị đĩa đệm nó lại lồi ra bên phải bên trái. Chính vì thế là bây giờ có những cái kỹ thuật máy, tất nhiên ở Việt Nam thì hiện tại cũng chưa có đâu, những cái máy chụp cộng từ nó chỉ chuyên dụng cho cột sống, người ta chụp động, tức là cái máy đấy có thể cho bệnh nhân đang nằm trở thành tư thế đứng để nó chịu lực. Cũng rất tiếc là chúng ta chưa có. Thế như vậy thì ở trên cái phim này chủ yếu dùng với mục đích loại trừ, như vậy không có những cái tổn thương thực thể lớn như khối u hay là xẹp đốt sống hay những cái tổn thương viêm lao tiến triển vân vân của đốt sống, thì nhiều hơn là mang tính là khẳng định là cái chuyện thoát vị nó gây ra cái đau ở bên phải hay bên trái của các thầy bên lâm sàng. Xin hết. Vâng, xin mời thêm ý kiến của tiến sĩ Vũ, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh. Vì thầy xem có những cái block test nào để loại trừ không? Vì theo ý kiến của thầy Hướng, đây là đang ưu thế về cây rễ L5, đúng không? Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa thầy cô, các anh các chị đồng nghiệp. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy Linh vừa nãy rồi ạ. Chúng ta về mặt lâm sàng thì chúng ta có một cái đau chèn ép rễ thần kinh ở bên phải rất là rõ. Và chúng ta có cái test COX-C dương tính, tức là bệnh nhân có mất vững cột sống. Và biểu hiện trên phim thì như thầy Linh vừa nói thì cái cộng hưởng từ của chúng ta là một cái cộng hưởng từ tĩnh, còn cái cột sống của chúng ta là vận động theo tư thế động. Nên đôi khi có những cái trường hợp thì ở những cái lát cắt nào đó thì nó có ở một bên, nhưng thực ra thì cái thoát vị khi mà vận động thì nó lại tác động sang bên đối diện. Thứ hai nữa là ở những cái bệnh nhân có mất vững cột sống như bệnh nhân này, cái test COX-C dương tính, như trong quá trình vận động thì nó có thể làm hẹp cái lỗ tiếp hợp mà là cái rễ thần kinh nó đi ra, thì trong quá trình vận động thì nó sẽ đau cái rễ thần kinh ở bên phải. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ cần chụp thêm cái phim X-quang cột sống thắt lưng tư thế dynamic thì cũng là một phần nào để chúng ta đánh giá xem cái mất vững đấy và cái lỗ liên hợp nó như thế nào. Còn như thầy Hướng vừa nãy nói thì đúng là với những cái trường hợp như này thì khuyến cáo tất cả các đồng nghiệp là chúng ta không nên phẫu thuật. Tại vì chúng ta chỉ phẫu thuật khi mà lâm sàng tương ứng với hình ảnh cận lâm sàng, tức là chẩn đoán hình ảnh nó phải phù hợp với cả cái lâm sàng là thứ nhất. Kể cả đã phù hợp với lâm sàng rồi thì chúng ta cũng phải điều trị nội khoa đa mô thức. Sau từ 6 đến 8 tuần thì chúng ta mới có chỉ định phẫu thuật, chứ còn không có chỉ định phẫu thuật ngay. Ngoài ra thì để phẫu, nếu như muốn phẫu thuật ngay thì giống như thầy Hướng cũng nói, một là chúng ta liệt các cái rễ thần kinh, hai là chúng ta có rối loạn cơ tròn, và ba là có biểu hiện tổn thương rễ thần kinh là teo chân. Thì với những cái trường hợp mà bệnh nhân như thế này thì tốt nhất là chúng ta điều trị nội khoa với phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. Thì thầy Hướng vừa nãy nói cũng đã tương đối đầy đủ rồi. Về mặt thuốc thì nên bổ sung hai cái thuốc nữa mà như thầy Hướng đã nói. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Vũ. Xin phép hỏi bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh, chúng ta có thể cho chụp bệnh nhân chụp luôn cái X quang dynamic luôn được không ạ? Và sẽ chuyển hình lên cuối buổi. Còn nếu không thì sẽ chuyển sang của buổi hội chẩn tiếp theo. Dạ được thầy ạ. Vâng, thế xin phép chụp luôn cái X quang dynamic cột sống thắt lưng và chuyển về để cuối buổi chúng ta sẽ hội chẩn lại luôn với thầy Hướng và thầy Vũ. Vâng.